Văn Lâm xin mến chào và cảm ơn quý vị, anh chị cùng các bạn. Chúc quý vị, anh chị cùng các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Hôm nay là ngày 16 tháng 9, là ngày thứ Bảy. Thì xe không đồng Văn Lâm là xuống bệnh viện 115 thì chở hai bệnh nhân chạy thận nhân tạo về xã Thanh Đức và xã Hành Lâm. Thì mỗi tháng cố gắng chạy một chuyến. Hôm nay là tháng 9 rồi, thì cố gắng chạy cho tổ Hữu Giáo, Phan Văn Hoài và Lê Đình Tâm. Hôm nay thì mới cho chạy cho Thanh Đức và Hành Lâm. Thì bây giờ ta lên đường thôi. Let's go. Chạy thần về đến 11 giờ xong. Dạ. Sẽ không đông á. Dạ. Cơ sáu rồi. Cùng lâu lâu đó hơi. Tháng hai tháng đấy hơi, tao đi. Bữa trước đấy điện thì lại nói không về mà sau đây là Hành đó mắt chứ cũng không về đâu. Anh đã khám như vậy đấy, chỗ đéo kinh đén mình như kiểu mà nói như hòa như như kiểu dẫn anh chị ấy. Dẫn anh chị. Đi hành đúng rồi, để mặt đi. Rồi cho mà đây lại chạy sáng đấy đi chạy thành bên mình bên đi mà đây là cùng về nó cùng sống cả thôi. Chứ mà người là thì tự nhiên là người khác. Anh người khác luôn. Mà đấy là nói thật. Cái thằng taxi là nếu chở một con gái cả thì thằng taxi vẫn bình thường. Có thể là người con gái đó là hà lấy sờ thằng taxi tấn công mình. Nhưng nếu mà chở một thằng đàn ông thằng taxi ngăn ngạn lấy hai thằng khách nó lại tấn công là taxi. À, cho nên trong cái công quyền hình rất là xã hội nữa chứ mà. Cùng tên nó cũng tưng cả, nhưng mà nếu điền những người quen xuống chờ là tự nhiên nghe khác lên, vui vẻ mà kiểu hiền hòa yên tâm. Đó là cái còn dư đường tư thì nhỏ mà lên đến trường cấp bên trạm xã đó là tướng đội về đi cả rồi, ta đi đè đang xung chỉ đó nè, xung chỉ người thằng nhỏ đó
đường bê tông đi đến nhà máy sấy đến về, đến về đang ở đây để anh để đó là em xuống đó cái là nói với chồng ra đoạn cái đó, đây là anh về cái đây mai à, mai hoặc một cho em lấy tên chỗ nhà cầu mà đi đi xe rồi thôi. Đi được có chuyện cho cái là thằng tám và thằng bảy nhưng là thì hai cháu là bị sứt mối hở bấy chở xuống bệnh viện nhí để đây là họ phẫu thuật đem lại nụ cười cho trẻ là có những được tình được chuyện nhưng cố gắng là mỗi tháng chở cho chạy thần đi chuyện còn cả cái bệnh khác cả cái người khác thì tùy có ứng biến nhất nhất có thằng nó có thằng hái bắt chuyện cùng đến à, nhớ đến hồi chạy thần thì nó cố gắng mà nó cũng không được cố gắng không được đấy thằng bẩn nhiều chuyện thì lúc mình bẩn họ cần thì mình chỉ bẩn thì lúc mình lên lúc mình rảnh thì là không trúng mới nghe họ chạy. Giờ giấc nó thì biết được cái địa điểm rồi, nếu mà anh đi là anh chủ động điền cho em là biết anh đi khi mô với khi mô mà điền biết được. Còn em cứ theo việc của em, theo lịch của em làm đi xe của xe là kiểu xe chi anh? À, xe ngã tỉnh đó, để đi xe ngã tỉnh thì theo số điện thoại mà điền chủ động của mình rồi mà đi. Còn anh mà đi được rảnh được khi mô là anh sẽ gọi được cho nghe. Kể cả những bên bình nhấn bên thế nhỏ không được, anh mà đi được là anh điền họ trước, anh thì thầm gì anh điền trước một đêm một buổi này sợ mãi đi tụ nhí anh điền thôi à, để cho họ hỏi ló cái chuyện xé cò đấy mấy nọ cả ừ. Mà anh nói rõ nếu chở đi được là anh nói anh chắc chở đi đó, mà anh chở về được thì anh nói chắc chở về đó để chờ cả đi cả về thì mình nói trước để cho họ biết rồi xem chứ không phải chìm. Yeah.
chưa biết thấy xả chí chứ biết chứ mà anh đã thấy thông báo quyết định thông báo là thông báo phạt nhập rồi xả Thanh Hoa, Thanh Hoa rồi nữa. À, còn theo như họ đi họp về là tháng 10 tháng 5 nó phải sống con bồ để 2025 đó để mà bầu cử đảng là đi bầu cử hội đồng bầu cử các thứ đó à, đây hồi đó. À, thì đó là nhập hai xã một thì là một xã là cũng 7 cán bộ mà hai xã nhập lại chia thành một xã là 14 cán bộ. Trong đó có anh Đặng Công Toàn đó là của xã Thanh Hoa hiện giờ đang làm trưởng trạm thì anh đó là cuối năm đấy là nghỉ hưu rồi thì còn lớn 13 người mà bây giờ 13 người là anh là người nhiều tuổi nhất người nhất mà lấy là sinh đầu 6 1968 mà 30 năm công tác 30 năm đóng bảo hiểm rồi nếu như họ có thể họ cho mình nghỉ để cho giảm cái cán bộ đấy vấn đề gì lúc trẻ thuế chuyển thì cũng tốt thôi nhưng mà chắc chắn đấy chứ nếu như vừa rồi thì họ ý đồ là định cho Thanh Hoa nhập quân một rồi là trạm xã chuyển giữa cái ủy ban Thanh Hoa nữa trạm xã Thanh Hoa đó là để cho công an quân sự nhưng giờ này cái này không về đu ngược rồi chứ mà nếu như mà quậy mà đi trên đi xuống cõi nên khác đi giờ đi lên cõi như kiểu khác hiểu không hiểu cả chứ rồi, đường rẻ về 32 nếu mà
chị ta mình vay đơn của em đó, cho mình ta thì vay đơn này đi. Không kể cả cả hành thì vay đơn này đấy anh chị, vì chạy lên đoàn đường với anh chị quá. Đấy hết đâu nào.